Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục chiến trước phần 297, từ cực Ma Đông, Tu La Ma Quang phần 2. Vừa hạ lệnh, ánh mắt của Bỉ Đông vừa nhìn vào thanh tam giọt kích ngầm đen đang bình thản cắm sâu vào tới bên trong tường thành. Sau cùng, đám hồn sư của Thánh Long quân đoàn còn sót lại, dưới sự yểm hộ của 8 quân đoàn trang bị hạng lặng đã rút lui về Gia Lăng Quan vào trong thành. Thế nhưng lương theo sự rút lui của chúng, quân đoàn hồn sư và quân đoàn khinh trọng kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã đánh tới sát bên. Một bên khí thế như là cầu vòng, vừa đường 6.000 tên hồn sư dẫn đầu công kích, vừa có ưu thế tuyệt đối về binh lực, mà bên kia khí thế đã mất, sau lưng là tường thành Gia Lăng Quan với 4 cái cầu treo. Tính mạng dưới dòng nước lũ gào thét cũng như là tính mạng dưới sự thu hoạch điên cuồng của tử thần. Tác dụng đáng có của hồn sư trong chiến tranh trong nháy mắt xuất ra, nhất là hoàng kim thiết tam giáp hóa thành hoàng kim thánh long cùng với kiếm đấu la và cốt đấu la. Ba cường giả như là hổ lạc đàn dê trong nháy mắt mở ra một cái lỗ hổng trong quân đoàn trang bị hạng nặng của võ hồn đế quốc. Trong nháy mắt, 6 tên hồn sư tách ra, phụ trợ hệ hồn sư ở phía sau, cường công hệ hồn sư ở phía trước, mẫn công ở hai bên. Nhưng kết quả lúc này cùng với trước khi Thánh Long quân đoàn của võ hồn đế quốc công kích đã hoàn toàn khác. Thánh Long quân đoàn đối mặt với gia cát thần nỏ của Đường Giá Quân, mà lúc này quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc lại là đối mặt với binh lính bình thường. Tuy rằng bọn chúng mặc trọng giáp nhưng mà trước mặt hồn sư, trọng giáp này là còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Hồn kỹ mang thuộc tính hỏa diễm hàn băng xuất hiện, đúng là uy lực của các đệ tử học viện tứ nguyên tố. Thủy hỏa vô tính, uy lực tuyệt đối là của hai đại nguyên tố này áo giáp căn bản là không thể ngăn cản. Theo sát đó chính là đệ tử ngự đường và dược đường của đường môn, tạo thành quân công kích trung ương. Đệ tử ngự đường ở phía trước, dược đường ở phía sau, hai người thành một tổ. Công kích của binh lính trọng giáp gặp phải phòng ngự của áo giáp ra tê nghiêu trên ngực ngự đường đệ tử, giống như là gãy ngứa vậy. Thế nhưng phá hồn thương từ dưới nách của các đệ tử ngự đường đâm ra lại xuyên thủng áo giáp của bọn chúng như là xuyên qua tờ giấy. Hầu như mỗi bước đệ tử ngự đường đi tới, quân đoàn trọng giáp của võ hồn đế quốc ngã xuống hơn 200 thi thể. 6.000 tên hồn sư giống như là thanh đao nhọn hung hăng cắm vào bụng của quân địch. Lẽ ra phải xuất hiện ở tình huống mà võ hồn đế quốc công kích quân đoàn trang bị hạng nặng của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng lại xuất hiện ở trên người của quân đoàn trọng giáp của võ hồn đế quốc, thương vong quá thê thảm làm cho người ta phải chau mày. Trên tường thành của Gia Lăng Quan, tướng lĩnh của các vương quốc cùng với công quốc tạo thành võ hồn đế quốc lúc này đã quỳ rạp xuống. Bệ hạ, xin hãy mau phái quân đoàn hồn sư đi cứu viện. Quân đoàn trang bị hạng nặng của chúng ta đã không duy trì được nữa. Đúng vậy bệ hạ, đây là quân tinh nhuệ của chúng ta. Ở Gia Lăng chúng ta cũng chỉ là có tổng cộng 8 quân đoàn trang bị hạng nặng này. Nếu như để cho Thiên Đấu Đế Quốc xông tới, chúng ta làm sao thủ mặt sau đây? Bệ hạ, một quân đoàn trang bị hạng nặng đã gần bị tiêu diệt. Nếu tiếp tục như vậy, quân đoàn trang bị hạng nặng coi như là không còn nữa. Quân đoàn trang bị hạng nặng ở bất cứ quốc gia nào cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Muốn lập ra một quân đoàn trang bị hạng nặng đòi hỏi tài lực đầu tư gấp 10 lần một quân đoàn bình thường. Bất luận là trang bị hay là tố chất binh lính đều là cao nhất trong hệ thống quân đội. Hợp tất cả vương quốc, công quốc của Thiên Đấu và Tinh La hai đại đế quốc, mỗi đế quốc có thể có 2 quân đoàn trang bị hạng nặng đã không dễ dàng gì. Lúc này mắt thấy binh chủng quý giá đó dưới sự trùng kích của Thiên Đấu Đế Quốc bị tàn sát không ngừng, bọn chúng làm sao không khỏi đau lòng. Sắc mặt của Bỉ Đông trầm trọng nhìn đám tướng lĩnh trước mặt rồi quả quyết nói: "Quân đoàn hồn sư đã không thể tái chiến, ta đã nói rồi, chưa làm rõ ràng loại vũ khí nào đã sát thương một số lượng lớn hồn sư như vậy thì không thể tiếp tục mạo hiểm. Các ngươi phải hiểu rằng, mặc dù quân đoàn trang bị hạng nặng trọng yếu thật, nhưng mà tác dụng của quân đoàn hồn sư mới là mang tính quyết định. Chỉ cần quân đoàn thiên sứ còn tồn tại, dựa vào thế hiểm trở của Gia Lăng Quan, chúng ta sẽ không sợ bị Thiên Đấu Đế Quốc công phá. Tiếp theo, hãy truyền mệnh lệnh của ta triển khai toàn bộ công kích từ xa, yểm hộ cho quân đoàn trang bị hạng nặng này lùi lại, quân đoàn thiên sứ thu hộ bên trong tường thành. Nếu như quân địch theo vào hãy lập tức ngăn chặn." Nghe Bỉ Đông ra lệnh, các tướng lĩnh đang quỳ rạp không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ phẫn nộ. Đương nhiên là bọn chúng không dám phản kháng mệnh lệnh của Bỉ Đông, nói gì đi nữa cũng không ai đến nỗi chán sống. Nhưng trong lòng bọn chúng, một mầm mống u ám đã lặng lẽ gieo xuống. Hành động của Bỉ Đông làm bọn chúng không khỏi sinh ra một cảm giác: quân đoàn hồn sư thủ hạ của ngươi là quân tình nhuệ, vậy binh lính của chúng ta không phải là người hay sao? Bọn tướng lĩnh đều yên lặng, nhưng mà bộ dạng giận mà không dám nói ra của bọn chúng lại làm cho Bỉ Đông trong lòng cảm thêm buồn bực. Từ khi thành lập võ hồn đế quốc đến nay, nàng luôn luôn tràn đầy tin tưởng, nhưng đến giây phút này nàng mới phát hiện ra, chính thức chỉ huy trên chiến trường, mình không phải là thống soái có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ huy hồn sư chiến đấu thì còn có thể,
Nhưng mà sau khi chiến trường lâm vào hỗn loạn, lòng của nàng cũng có chút rối loạn. Đương nhiên, nó cũng không đủ để thay đổi quyết định của Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng của nàng, không có gì quan trọng bằng đám hầu sư thủ hạ của mình. Cơ nỏ thủ thánh trên gia lăng quan bắt đầu triển khai uy lực, phối hợp với một số lượng lớn công thủ, không ngừng bắn từng mảnh tên lớn xuống dưới thành. Qua Long Nguyên Soái sớm đã có chuẩn bị, mắt thấy quân đội bên mình đã tiến vào tầm bắn của công kích từ xa của đối phương, lập tức hạ mệnh lệnh xuống, từ hai cánh, 10 quân đoàn khinh kỵ binh nhảy vào chiến trường rồi nhanh chóng tản ra. Từ hai bên tạo lên một cái vòng cung lớn lao về phía sau, bọn họ cũng không đi xa, chỉ cách chiến trường chừng 5 dặm chấn chỉnh nghiêm túc lại đội hình, tùy theo tình hình mà chuẩn bị trợ giúp cho phía trước. Cung tiễn bình thường đối với trọng trang kỵ binh hầu như là không có uy hiếp gì đáng kể, mỗi người trong trọng kỵ binh đều như là một hộp sắt vậy. Chiến mã của bọn họ cũng được áo giáp phủ kín, cung tiễn chỉ có thể lưu lại một chuỗi đốm lửa trên áo giáp của bọn họ mà thôi. Thực sự uy hiếp đến bọn họ chính là 150 cái cự nỏ thủ thành đặt trên gia lăng quan. Mũi tên của cự nỏ mỗi cây dài là 1 thước 2 chợt bắn ra, lực công kích trong phạm vi ngàn thước còn hơn cả gia cát thần nỏ. Cho dù là hồ sơ bình thường cũng tuyệt đối không dám để cho nó trực tiếp bắn chúng. Đương nhiên, cự nỏ thủ thành tốc độ bắn không thể so với gia cát thần nỏ được. Chỉ cần chuẩn bị tốt, cự nỏ kia muốn bắn chúng hồ sơ rất là khó. Hơn nữa, mũi tên nỏ vốn là rất lớn, nhờ vậy đám hồ sơ cấp cao có thể kịp thời chuẩn bị ngăn cản nó bắn tới. Xem như là dưới làn tên của cự nỏ thủ thành, bên phe Thiên Đấu Đế Quốc bắt đầu thương vong nhiều hơn một chút. 8 quân đoàn trang bị hạng nặng của Võ Hoàng Đế Quốc vừa bị đánh lui, bọn chúng đã sớm không còn đấu trí. Một số lượng lớn binh lính rút lui qua cầu treo ở mặt bên, rồi nhờ vào địa thế hiểm trở để cố thủ, phối hợp với cự nỏ thủ thành, lúc đó tình cảnh mới tạm ổn định lại. Nếu như lúc này đại sư dẫn theo quân đoàn hồn sư tấn công mạnh mẽ, đám trang trọng kỵ binh lính đương nhiên là không thể ngăn cản bọn họ, bởi vì lửa hồng thần lớn kia bày ra trên tường thành gia lăng quan. Nhưng đại sư không làm như vậy, sau vài lần công kích bị ngăn cản, đại sư và Qua Long Nguyên Soái nhìn nhau rồi lập tức hạ lệnh lùi lại, nổ trống thủ binh. Thiên Đấu Đế Quốc lần này xuất động ra toàn bộ là kỵ binh, tốc độ của trọng kỵ binh dù chậm hơn khinh kỵ binh, nhưng mà dù sao vẫn là nhanh hơn bộ binh. Theo dõi số lượng lớn binh lính đang lùi về phía sau như là nước thủy triều, đại sư dẫn theo hồ sơ yểm trợ phía sau, đề phòng Võ Hồn Đế Quốc phản kích. Bên kia, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đã chạy tới hội hợp với đại sư. Tiểu Tam, tam sao kích của con. Đại sư có chút lo lắng nói với Đường Tam, theo kinh nghiệm nghiên cứu về hồn sư của hắn, tự nhiên là nhìn ra thực lực của Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam đối lập nhau. Nếu như không có Hải Thần Tam Sao Kích, Đường Tam tuyệt đối là không thể ngăn cản công kích của Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nói, sư phụ, con có biện pháp, ngài yên tâm đi. Vừa nói, hắn đã nhờ vào sự che chở của hồn sư chung quanh mà lặng yên biến mất. Hắn sao lại chỉ bỏ đi thần khí của mình cơ chứ? Hiệu quả ẩn thân của Hãn Hải Hậu Thân Cháo làm cho hắn biến mất giữa không trung. Nương theo đại quân bên mình rút lui, hắn cũng yên lặng tách ra chạy nhanh như chớp về phía Gia Lăng Quan. Con sông hộ thành của Gia Lăng Quan đã hoàn toàn nhiễm đỏ máu tươi, vô số thi thể nằm tại đó, phần lớn đều là của Võ Hồn Đế Quốc. Đường Tam lặng lẽ lần mò hướng về phía Gia Lăng Quan, chỉ cần hắn tiếp cận được con sông hộ thành, thậm chí không cần qua sông, hắn sẽ nắm chắc nhờ vào Khống Hạc Cầm Long lấy về Hải Thần Tam Sao Kích của mình. Bỉ Bỉ Đông tuy mạnh, trực tiếp đánh thì không được, nhưng mà muốn lưu lại hắn thì tuyệt đối là không có khả năng. Thế nhưng khi mà Đường Tam tiến vào phạm vi khống chế hiệu quả của Khống Hạc Cầm Long, đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng. Trên tường thành, ánh mắt như lợi kiếm của Bỉ Bỉ Đông đã chiếu thẳng vào mình. Sao lại có thể như vậy? Đường Tam thất kinh, theo ý thức quay người một cái, phanh một tiếng thật lớn bên cạnh hắn. Một mũi tên nỏ chợt nổ tung, chính là từ cự nỏ mà Bỉ Bỉ Đông đích thân cầm trên tay. Đường Tam bị giật mình, không dám tiếp tục tiến về phía trước, nhưng hắn không hiểu được, tinh thần lực của mình còn cao hơn Bỉ Bỉ Đông một ít. Dưới sự bảo hộ của Hãn Hải Hậu Thân Cháo, lẽ ra đến lúc mình lấy được Hải Thần Tam Giọt Kích trở về, Bỉ Bỉ Đông mới có thể phát hiện ra chính mình mới đúng. Bỉ Bỉ Đông đứng trên tường thành lạnh lùng chăm chú nhìn về hướng Đường Tam. Không sai, bằng vào tinh thần lực của nàng tự nhiên là không đủ để phát hiện ra Đường Tam. Nhưng mà lúc trước khi mà ánh mắt nàng rơi vào trên Hải Thần Tam Giọt Kích, cũng đang nghĩ đến lúc Đường Tam sẽ thu hồi lại siêu cấp vũ khí có thể đối kháng với mình. Vì vậy, ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông vẫn theo dõi chăm chú hướng đi của Đường Tam. Mặc dù Đường Tam dưới sự che chở của quân đoàn hồn sư ẩn thân vô cùng là bí mật, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Trong số bọn phong hào đấu la bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, có một tên có một kỹ năng dị thường, có thể lấy tinh thần lực của mình tương liên với tinh thần lực của người khác. Một mình tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông là không đủ để phát hiện ra Đường Tam, nhưng mà dưới sự chú ý của toàn lực, liên hợp thêm tinh thần lực của tên phong hào đấu la kia, thư nhỏ phạm vi dò xét vẫn phát hiện ra được vị trí của Đường Tam. Trôi về phía sau, Đường Tam không ẩn thân nữa mà hiện ra bản thể, nhìn Bỉ Bỉ Đông trên tường thành Gia Lăng Quan. Trên mặt thoáng vẻ thản nhiên cười lạnh, bằng vào như vậy muốn ngăn cản ta lấy lại Hải Thần Tam Giọt Kích hay sao? Riêng về thực lực, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên là có thể tin tưởng như vậy, nhưng mà Hải Thần Tam Giọt Kích là vũ khí chỉ thuộc về Hải Thần, ai cũng có thể dễ dàng đụng tới hay sao? Đường Tam khi còn cách Gia Lăng Quan khoảng là 2000 thước thì ngừng lại, tìm một khoảng trống sạch sẽ trên chiến trường khoanh chân ngồi xuống.
Tinh thần lực tập trung trong nháy mắt, đặc ấn trên trán của Hải Thần Tam Sao Kích chợt lóe sáng, kim quang mãnh liệt từ trên phủ xuống trên thân thể của Đường Tam. Lúc trước đánh nhau một trận với Bì Bì Đông, Đường Tam đã tiêu hao thật lớn. Hải Thần Tam Sao Kích cố nhiên là đã làm cho Bì Bì Đông bị thương nặng, nhưng Đường Tam thi triển một chiêu một đi không trở lại như vậy, hồn lực của mình cũng tiêu hao thật là lớn. Đối chiến với các bậc cường giả như là Bì Bì Đông, mỗi giây mỗi phút sẽ là làm cho hắn tiêu hao thật lớn, nhưng mà tinh thần lực của Đường Tam lại không tiêu hao mấy. Chỉ khi sử dụng Hải Thần Chi Quang thì triển ra Hải Thần Tam Sao Kích mới tiêu hao một phần mà thôi. So với hồn lực thì hiện tại tinh thần lực của hắn coi như là còn sung túc hơn nhiều. Mà trên thực tế, trước một kích gần như là tuyệt sát của Bì Bì Đông, Đường Tam vẫn là có lưu lại sự chuẩn bị. Tuy dốc hết toàn lực không ngăn cản thành công công kích của Bì Bì Đông, nhưng mà Đường Tam vẫn là nắm chắc mình sẽ không chết dưới không gian tê liệt chi thâm uyên trảm của Bì Bì Đông. Sự tin tưởng của hắn chính là nguyên nhân duy nhất có thể đối kháng với Bì Bì Đông, thậm chí còn vượt hơn cả Bì Bì Đông về mặt tinh thần. Lúc đó hắn đang chờ đợi không gian tê liệt chi thâm uyên trảm tới một khoảng cách nhất định trước người của mình, để cho Bì Bì Đông không có cơ hội kịp phản ứng. Tuy có thể bị thương nhưng mà sau đó hắn chỉ cần thi triển ra Tử Cực Ma Đồng, công kích của Bì Bì Đông khó có khả năng hoàn toàn đánh trên người của hắn. Đường Tam sao lại khinh thường đến mức không lưu lại chuẩn bị phía sau cho mình cơ chứ? Đây cũng là nguyên nhân hắn rất là đau xót khi mà chứng kiến Tiểu Vũ lấy thân ngăn cản. Lúc này tinh thần lực của Đường Tam một lần nữa đè tăng, hoàn toàn ngưng tụ trên lạc ấn của Hải Thần Tam Sao Kích trên trán. Thân thể của hắn tự nhiên là bị hoàng kim hóa thành chất lỏng bao phủ từ trên đầu xuống. Chỉ sau mấy lần hô hấp, thân thể cũng đã bị bao phủ kín hoàn toàn. Trong khoảnh khắc năng lượng ba động mà phóng xuất, tinh thần ba động kinh khủng cơ hồ là trong nháy mắt tăng lên cực điểm. Không sai, lần này thì không có rừng cây. Đường Tam cũng không thể sử dụng ra Lam Ngân lĩnh vực của mình để tăng cường tinh thần lực trên diện rộng, nhưng hắn vẫn còn một lĩnh vực khác. Hỗn hợp quang mang hai màu trắng hồng từ dưới thân của Đường Tam trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Quang mang ngưng tụ mà không tiêu tán, chỉ động lại trên thân của hắn. Sát khí kinh khủng ngưng tụ hướng thẳng về phía Bì Bì Đông đang đứng trên tường thành Gia Lăng Quan. Hắn muốn làm gì đây? Bì Bì Đông cau mày, nàng không tin Đường Tam dưới sự tập trung của mình còn dám đến đây thu hồi lại Hải Thần Tam Sao Kích. Nếu như hắn dám đến, bằng vào chính mình cùng với thực lực của đám phong ảo đấu la bên cạnh, chắc chắn là đi không có trở về. Nhưng hắn đang ở khoảng cách ngoài xa là 2000 thước, hồn khí của mình cũng không có cách nào với tới. Khoảng cách quá xa, hắn có thể làm gì được cơ chứ? Đường Tam đã cho đáp án rất nhanh, hắn đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt hắn đã hoàn toàn bị kim sắc bao phủ. Sát thần lĩnh vực cô động cơ hồ là bao trùm toàn thân của hắn. Quang mang hai màu trắng hồng mang theo sát khí kinh khủng tới cực điểm, dung nhập với kim quang trong mắt của hắn phóng xuất ra. Hai đạo mục quang hòa hợp thành một thể trên không trung. Dưới quang mang hai màu trắng hồng làm cho lôi bật đột nhiên làm bạo phát, từ khoảng cách 2000 thước hướng về phía Bì Bì Đông ở Gia Lăng Quan phóng tới. Khi mà Đường Tam phóng xuất ra đạo mục quang đó, trong nháy mắt Bì Bì Đông chỉ cảm thấy tinh thần của mình không thể nào rời khỏi thân thể, ngay cả không khí xung quanh thân thể cũng dường như là bị hụt đi. Đó không phải chỉ đơn giản là sát khí hóa thành thực thể với khoảng cách xa như vậy, còn có thể làm cho nàng sinh ra phản ứng như thế, có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Sát khí kinh khủng đến cực điểm giống như là một cái miệng khổng lồ đang thôn phệ. Dù chung quanh còn có mấy tên phong ảo đấu la bảo vệ, trong khoảng khắc này Bì Bì Đông cũng cảm giác được chính mình đã bị cô lập không ai trợ giúp. Quang mang trắng hồng mãnh liệt được kim quang bao phủ bên ngoài, khoảng cách là 2000 thước trong nháy mắt cảm giác như là không còn nữa. Bì Bì Đông kêu to một tiếng, hoa văn mạng nhện trên đầu chợt biến thành màu tím đen, ngưng tụ lại thành một đạo quang mang màu tím đen mà nghênh đón, cho dù là nàng ở khoảng cách này cũng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Nàng đã từng cùng với Đường Tam va chạm tinh thần lực, nhưng mà khi đó tinh thần lực của Đường Tam mặc dù đã đạt tới hạo hãn cảnh giới, nhưng hồn lực vẫn chỉ là có hơn 80 cấp. Lúc này, hồn lực của Đường Tam đã chính thức đạt tới cấp bậc là phong hào đấu la, tinh thần lực tự nhiên là tăng lên một lần nữa. Nhưng đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Đường Tam có được kỹ năng đặc thù hoàn toàn ngưng tụ tinh thần lực tại một điểm mà công kích của Tử Cực Ma Đồng, mà Bì Bì Đông thì không có. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đường Tam có thể phát động công kích tinh thần từ ngoài xa là hơn 2000 thước mà Bì Bì Đông thì không làm được. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ truyện chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.